chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sentity Shop. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một mã suite mới của Sitco thuộc phân khúc F&B chuyên dùng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, như là các cái hệ thống bán lẻ hay là những cái hệ thống giáo dục trung học phổ thông hay là khách sạn hay văn phòng nhỏ vân vân, có quy mô từ vài chục cho đến vài trăm thiết bị. Đó chính là mã C1200-8T-D này. Và sẽ được dùng để mà thay thế cho dòng CBS 250 cũ. Các bạn để ý là sản phẩm này có mã chữ D ở cuối, tức là nó là dạng desktop để bàn như thế này, rất là nhỏ gọn, cũng như là không có quạt. Đó, và chúng ta hoàn toàn có thể đặt ngay trên bàn làm việc, không sợ gây ồn nào ảnh hưởng đến người xung quanh. C1200-8T-D đã được nâng cấp phần cứng mạnh mẽ hơn, bao gồm có CPU dual core ARM tốc độ 1.4GHz. Trong khi đó thì dòng switch CBS 250 chỉ sử dụng CPU 1 core thôi. Và RAM của switch này cũng đã được nâng lên thành 1 GB, gấp đôi so với CBS. Do vậy thì C1200-8T-D sẽ có tốc độ xử lý nhanh gấp đôi so với dòng switch CBS 250 cũ. Và chúng ta sẽ lựa chọn switch này sử dụng trong rất nhiều các cái trường hợp sử dụng khác nhau. Chẳng hạn như là sử dụng làm switch access để mà kết nối xuống các thiết bị không yêu cầu nguồn PoE, như là máy tính cá nhân người dùng này, máy in này, server này hay là NAS, với số lượng thiết bị kết nối khoảng 8 vì nó có 8 cổng mà. Ngoài ra thì có thể sử dụng switch để mà làm switch core hoặc là distribute để kết nối tới các switch access trong các mạng nhỏ. Switch này hỗ trợ interface VLAN và static route, cho phép chúng ta có thể sử dụng switch này làm gateway cho toàn bộ hệ thống mạng LAN. Tuy nhiên thì dòng C1200 này sẽ không hỗ trợ ở DHCP server để cấp IP cho người dùng từ switch, nên là các bạn cần có một thiết bị khác ở trong mạng, chẳng hạn như là router hay là firewall hay là server để làm DHCP server. Và nếu mà cần cấp IP từ switch thì chúng ta có thể cân nhắc chuyển sang dòng C1300 series nhé. Rồi, để xem phụ kiện của switch thì có gì nhé. Ở đây thì đã có một cái bộ adapter nguồn này. Đó, đây là dây nguồn DC nhá. Và một cái phích cắm này. Tiếp theo thì có một cái bộ phích nở và một cái đế gắn ở dưới mặt dưới của switch, để khi mà chúng ta đặt trên bàn làm việc thì nó sẽ chống bị trơn trượt. Đây thì là thiết kế mặt trước của switch này. Thì các bạn có thể thấy là ở phía này sẽ là một cổng reset nhỏ xíu này. Chúng ta có thể nhấn giữ ở đây khoảng 16 đến 20 giây thì switch sẽ tự động reset và khôi phục lại cài đặt gốc. Tiếp theo thì ở đây chúng ta có một cái cổng USB 2.0 này, để chúng ta có thể copy các cái file cấu hình hay là upgrade firmware hoặc là backup cho switch. Và phía bên này thì sẽ là 8 cổng đường dây 45 1 GB và không hỗ trợ PoE nhé. Riêng cổng 1 này thì nó có thể nhận nguồn PoE in hoặc là nguồn AC để mà hoạt động, và sẽ phù hợp trong trường hợp chúng ta cần dự phòng nguồn cho switch. Tiếp theo thì chúng ta xem đến thiết kế mặt sau của switch nhé. Thì các bạn thấy ở đây sẽ có một cái lỗ khóa vật lý này để phòng chống trộm cắp. Tiếp theo thì có một cái cổng console đường dây 45 được đánh dấu màu xanh dương này, để chúng ta cấu hình CLI cho thiết bị. Và tiếp theo thì có một cái cổng nguồn DC ở đây. Dây nguồn thì đã có sẵn trong bộ phụ kiện đi kèm rồi. Về hiệu suất thì switch này sẽ có switching capacity đạt 16 Gbps và forwarding rate đạt 11.9 Mbps, với các tính năng nổi bật có thể kể đến như là hỗ trợ layer 3 interface này và layer 3 static route. Cho nên là tất cả các cái cổng trên switch chúng ta đều có thể cấu hình làm cổng trunk, link aggregation port hoặc routing port hoặc access port đều được, rất là linh hoạt theo nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau. Switch cũng hỗ trợ tiêu chuẩn IEEE 802.3AZ cho hiệu quả sử dụng năng lượng tối ưu, tiết kiệm điện năng bằng cách là chuyển các cái cổng này sang trạng thái sleep khi mà không có các traffic đi qua. Trên switch thì cũng có một tính năng rất là hữu ích mà thế hệ tiền nhiệm không có, đó là Auto Surveillance VLAN, gọi là VLAN giám sát, chuyên dùng cho các dịch vụ video, đặc biệt là camera an ninh giám sát. Với tính năng này thì switch sẽ tự động phân loại các cái thiết bị camera có trong mạng dựa trên địa chỉ MAC hoặc là OUI. Sau đó thì có cơ chế ưu tiên cho các camera này trong trường hợp bị nghẽn băng thông, hoặc là hệ thống bị tấn công, hoặc có một máy tính bị virus chiếm hết băng thông của hệ thống mạng chẳng hạn. Thì nếu các bạn có một máy tính và camera cùng một VLAN thì khi mà máy tính bị tấn công gây nghẽn hệ thống thì chỉ có các máy tính bị ảnh hưởng thôi, còn hệ thống camera sẽ không bị ảnh hưởng.
Và một điều rất tuyệt vời đấy là tất cả các cái tính năng của Suite này thì đều được bundle sẵn rồi, và chúng ta sẽ không cần phải mua thêm bất cứ một cái license nào, và các cái bản update firmware cũng hoàn toàn miễn phí và có thể download trực tiếp từ trang software.sitco.com mà không cần phải có tài khoản hay là phân quyền. Và việc quản trị Suite thì cũng rất là linh hoạt theo nhiều cách khác nhau. Hoàn toàn chúng ta có thể quản trị bằng console theo NAT, SSH với giao diện CLI truyền thống, hoặc là sử dụng giao diện web, hoặc là có thể quản trị tập trung qua Cloud Private hoặc Cloud Public đều được với công cụ Sitco Business Dashboard. Công cụ này thì có thể dùng giao diện web hoặc là ngay trên điện thoại Android hoặc iOS đều được. Với bản mobile thì miễn phí, còn với bản web thì chúng ta sẽ được miễn phí 25 thiết bị. Cho nên là với các cái hệ thống mạng mà có khoảng 25 switch đổ xuống thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng công cụ này để quản lý tập trung toàn bộ hệ thống mạng. Ok, như vậy là mình vừa giới thiệu nhanh cho các bạn những cái đặc điểm cũng như là tính năng cơ bản nhất của Suite Sitco Catalyst C1200-8T-D. Chi tiết tất cả các tính năng cũng như là thông số kỹ thuật của Suite thì mọi người có thể xem trong link sản phẩm mình để bên dưới mô tả video nhé. Và nếu thấy video này hữu ích thì đừng quên ủng hộ mình cũng như là ZenZT Shop một like, share và subscribe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành thời gian theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.